Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học H10 Delta của Ngọc Automation. Bài giảng hôm nay chúng ta sẽ học về cách mô phỏng H10i và kết nối với PLC S7100. Để thực hiện bài học này, chúng ta sẽ tải phần mềm Net to PLC Chip. Đây là một phần mềm dùng để mô phỏng network cho phần mềm PLC Chip của PLC S7100 và 1500. Trước hết, chúng ta sẽ vào link tải để tải Net to PLC Chip về. Click vào mục Download để tải phần mềm. Sau đó click vào Download Last Version. Chọn đường dẫn lưu file. Sau khi tải được phần mềm Net2PLC Stream, chúng ta sẽ mở phần mềm Tiepozo lên để thực hiện lập trình PLC. Ở đây sử dụng phiên bản Tiepozo V15.1. Nhấn Create New Project để tạo project mới và đặt tên cho project. Chọn đường dẫn lưu file. Nhấn Create để tạo cái project mới. Sử dụng chức năng Config a Device để thêm thiết bị, đó chính là thêm PLC S7100. Sau đó nhấn nút Add New Device. Lựa chọn Controller và chọn một PLC bất kỳ. Ở đây sử dụng PLC S7100 ACDC Relay, phiên bản cao nhất. Thực hiện nhấn nút Add để thêm cái PLC mới. Lúc này chúng ta đã có một con PLC. Và để thực hiện kết nối PLC với HMI, chúng ta sẽ phải bật chức năng Permit a set with PostGIS. Chúng ta sẽ click chuột phải vào PLC và chọn Property. Sau đó tìm đến mục Connection Mechanic và click vào tác vụ Permit a set with PostGIS. Sau đó lập trình một đoạn code đơn giản. Khi M0.0 mất điện thì M0.1 có điện, và ngược lại, khi M0.0 có điện thì M0.1 mất điện. Chúng ta sẽ mở Program Block, sau đó mở Main OB1. Lập trình một network đơn giản. Sau đó, sau khi tải phần mềm Net2PLC Script, chúng ta sẽ chạy phần mềm bằng quyền Admin. Thực hiện giải nén phần mềm Net2PLC Script. Sau đó vào mục Bin và chạy phần mềm bằng quyền Admin. Chọn Run Anyway. Nhấn nút Z để Active Port 102. Nhấn nút Allow Access để cho phép phần mềm Net2PLC Stream kết nối với PLC Stream. Sau đó nhấn nút OK. Quay trở lại phần mềm Tiepozo và bật PLC Stream như bình thường để tiến hành chạy mô phỏng. Click vào biểu tượng Start Simulation. Sau đó nhấn OK. Nhấn OK. Nhấn nút load. Nhấn chọn Start Module. Sau đó nhấn chọn Finish. Lúc này PLC Stream đã chạy và chúng ta đã có thể giám sát được bằng cách click vào chiếc kính đang đeo như thế này. Ở trạng thái bình thường, bit M0.0 sẽ không mang điện. Do đó dòng điện sẽ đi qua và cấp nguồn điện cho bit M0.1. Quay trở lại phần mềm Net2PLC Stream và nhấn chọn Add để thêm PLC. Nhấn chọn dấu 3 chấm và chọn một cạc mạng bất kỳ. Ở đây sử dụng cạc mạng 192.168.0.200. Sau đó nhấn OK. Tiếp tục nhấn chọn dấu 3 chấm ở mục PLC Stream IP Address và chọn hạng mục đầu tiên và nhấn OK. Ở mục PLC Stream Rack và Slot, chúng ta sẽ chọn 1
bởi vì ở đây sử dụng POCS 7100 và 1500. Sau đó chúng ta sẽ nhấn OK và nhấn Start Server. Lúc này POC đã chuyển đổi địa chỉ IP từ 192.168.0.1 thành 192.168.0.200. Ở máy tính của các bạn có thể là một địa chỉ IP khác, nhưng khi vào phần mềm DLP Shop chúng ta sẽ sử dụng 192.168.0.200, tức là địa chỉ IP ở mục Network Address này. Sau đó quay trở lại màn hình chính, chúng ta sẽ mở phần mềm DLP Shop, nhấn chọn New File để tạo project mới và lựa chọn một dòng HMI có Internet. Ở đây sử dụng DLP 107EV và đặt tên cho project. Sau đó nhấn Next. Ở mục Internet, chúng ta sẽ lựa chọn S7100 và địa chỉ IP là địa chỉ IP của Net2PLC Ship. Ở mục Internet 1, chúng ta sẽ nhấn nút S, sau đó lựa chọn PLC S7100 và địa chỉ IP chính là địa chỉ IP ở mục Net Address của Net2PLC Ship. Trong trường hợp này sẽ là 192.168.0.200. Nhấn chọn Finish để kết thúc tạo project mới. Thực hiện thêm một đối tượng hiển thị, đó chính là một chiếc đèn. Chúng ta sẽ quay trở lại đây và ở mục Element, ở mục Indicator, chúng ta sẽ chọn Multi-State Indicator. Click đúp vào đối tượng và ở mục Address chúng ta sẽ nhấn nút 3 chấm và lựa chọn Internet Link. Lựa chọn miền nhớ mơ. Miền nhớ mơ này chính là đầu ra của phần mềm TPSO, đó chính là M0.1. Sau đó nhấn Enter để kết thúc. Và thông thường ở trạng thái 0, đối tượng sẽ có màu nâu, và ở trạng thái 1, đối tượng sẽ có màu bất kỳ, ví dụ như ở đây là màu xanh. Sau đó nhấn OK và tiếp tục nhấn OK. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện chạy online simulation, tức là thực hiện kết nối HMI với POC Stream. Trước hết chúng ta sẽ phải compile, kiểm tra xem project có bị lỗi hay không. Nếu không lỗi, ở cột bên trái sẽ hiển thị tất cả màu xanh và chữ màu đen. Sau đó chúng ta sẽ chọn Tool và chọn Online Simulation. Ở mục này chúng ta sẽ nhấn OK. Lúc này trạng thái đèn đã hiển thị màu xanh, tức là đã thực hiện kết nối với POC Stream được. Khi chuyển trạng thái bit M0.0 lên 1 thì trạng thái bit M0.1 sẽ về 0. Lúc đó đèn sẽ chuyển sang màu nâu, tức là trạng thái M0.1 đã hiển thị màu nâu. Sau đó, nếu chúng ta cho M0.0 về 0, thì đèn M0.1 sẽ sáng và biểu tượng Indicated của HMI DLP đã chuyển sang màu xanh. Như vậy là chúng ta đã thực hiện việc kết nối POC Stream với HMI Delta thành công. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn.